độ bền, camera của iPhone 11 Pro, táo khuyết mong muốn với những quảng cáo này sẽ kích thích người dùng nhấn nút đặt hàng. Video đầu tiên nói về độ bền, chiếc iPhone 11 Pro được đặt trong một đường hầm có gió lớn và nhiều vật thể ném vào nó, từ đồ chơi, thức ăn, đá viên đến bàn chải tóc, tất cả đều bật ra khỏi chiếc iPhone 11 Pro mà không khiến nó xây xước gì. Tuy nhiên, chúng ta nên chờ đợi màn tra tấn đến từ chuyên gia Jerry Rig Everything để kiểm chứng. Video còn lại nói về hệ thống camera 3 ống kính ở mặt sau iPhone 11 Pro. Cuối cùng thì Apple cũng bắt kịp xu thế camera nhiều ống kính trên các mẫu điện thoại Android. Ở video này có sự xuất hiện của một con chó trong hầm gió với mục đích cho thấy sự khác biệt giữa ba ống kính. Chế độ chụp đêm nay mốt thể hiện kết quả ấn tượng, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng là những video quảng cáo để thúc đẩy doanh số. iPhone 11, 11 Pro và Pro Max sẽ được lên kệ ngày 20 tháng 9 tới.